kính chào quý vị và các bạn. Dự án Vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa phận quận Hà Đông có chiều dài khoảng 5,5 km, đi qua địa bàn của 4 phường, đó là phường Phú Lãm, phường Phú Lương, phường Đồng Mai, phường Yên Nghĩa. Trên màn hình đó là tuyến đường Vành đai 4 bắt đầu từ quốc lộ 21B, đi một đoạn qua địa phận huyện Thanh Oai và đi qua phường Phú Lương, quận Hà Đông, rồi tiếp tục chạy đến đường trục phía Nam thuộc huyện Thanh Oai. Trong video này, chúng tôi cập nhật tiến độ dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô, phần chạy qua địa phận quận Hà Đông. Mời quý vị và các bạn cùng xem.